Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình Gym Nữ Tâm Kinh. Đây là cô viên xinh đẹp, sau khoảng thời gian training giờ tập cũng đỡ rồi mà các bạn. Say hello đi em. Rồi, hôm nay anh sẽ hướng dẫn em một phần lý thuyết để em có thể tập Gym Nữ Tâm Kinh tốt hơn. Đó là bốn nguyên tắc quan trọng trong thể hình. Đầu tiên á là nguyên tắc vuông góc và song song. Tất cả những động tác tập luyện chúng ta đều phải tuân thủ theo một cái nguyên tắc là vuông góc và song song với một cái gì đó. Và tùy vào từng bài cụ thể nó sẽ vuông góc và song song với cái đó. Còn trong quá trình tập luyện em cảm thấy ví dụ cái tay của mình nó không có vuông góc mà nó cũng song song nữa, là thấy nó sai sai chỗ nào đó. Hoặc là khi em tập chân mà cái chân của mình sao tự nhiên nó cũng vuông góc mà nó cũng song song với cái gì đó, nó kỳ kỳ lắm, là biết tầm bậy rồi đó. Đó, nên đó là cái cách để chúng ta kiểm tra được động tác mình đúng là sai. Tất cả những bài tập, tất cả những thiết bị nó đều tuân theo thủ nguyên tắc song song hoặc là vuông góc. Và khi mà cái động tác chúng ta thì thường thường á, phần lớn á, nó sẽ chuyển từ song song qua vuông góc hoặc là ngược lại. À, lấy ví dụ. À, ví dụ như ở đây là máy multi-rep đi ha. Giờ vô chỉnh tập vai đi. Hí. À, rồi vô ngồi đi em. Một cục ha. Rồi chúng ta sẽ minh họa nguyên tắc. Rồi. Song song với vuông góc. Rồi bây giờ nè, anh đặt cái tay vô chuẩn bị tập đúng không? Thì em nhìn cái tay của mình coi nó vuông góc song song không? Khó đó. Khó, cực kỳ khó. Nó vuông góc song song ở đây nó có nhiều nghĩa lắm. Đó, nếu mà vuông vậy đúng không? Nếu mà em nói như vậy cũng là vuông, nhưng mà vuông vậy thì nó đẩy ra chứ không phải nó đẩy lên nó phải vuông cái hướng khác. Cái này động tác vai của mình nó đẩy lên nên á mình sẽ vuông góc là vuông với cái gì? Nó vuông với cái sàn nè. Nó là một dấu hiệu nhận biết nè. Ví dụ như cái tay em để vậy là tầm bậy rồi nè. Ha, cái tay để vậy nó không vuông góc mà nó cũng song song cái gì hết á. Đó, nên em phải để thẳng như này. Đó, nó vuông góc dưới mặt sàn này và nó vuông góc với cánh tay này. Thấy nó có dấu hiệu chuẩn chưa? Đó, nó là nguyên tắc số 1 rồi, em đẩy lên đi. Em đẩy lên. Đó. Rồi xong rồi. Đẩy lên, đẩy hết tay, thẳng lực về đúng rồi. Rồi, xong rồi hạ xuống. Nè. À, đó. Đó là cái nguyên tắc vuông góc và nguyên tắc song song. Rồi tương tự vậy nhiều bài lắm. Em có thể là ví dụ một bài đó, vô hít đất đi. Em vậy nè. Em hít đất đi, cái tay của em nó phải vuông chứ, vuông cái sàn. Tức là nó vuông với cái điểm mà mình tựa để mình phát lực. Tức là mình cầm vô gì, mình nắm vô gì, còn đạp vô cái gì đó thì nó phải vuông với cái mặt phẳng của cái đó. Đó, để chúng ta phát lực ra, nó không vuông không được. Này nó vuông góc đúng không? Nè, xuống này không? Nó không đổi nè. Em nhìn cái tay nè. Cái này là cái chịu lực nè, thấy không? Nè, khi em xuống nè, bao giờ nó cũng không? Cái đó nó vẫn đứng chỗ chứ không phải là xuống ngay. Ví dụ như tập xuống chĩa ra như vậy. Anh tập thì không được đó, nhưng mà các bạn tập xuống chĩa ra như vậy, hoặc là xuống nó chĩa ra như vậy, nó chĩa tùm lum, chĩa tà le hết, không vuông góc là không được. Đó là nguyên tắc vuông góc và song song. Vậy thì song song là cái gì nữa nè? Nãy giờ chưa đâu song song đúng không? Thí dụ giờ động tác nào đó mình gặp. Cái này vuông góc với song song là nó dễ hiểu nhất luôn nè. Nè, vô cầm tạ này. Đó, cho nó men thấy không? Đây, nè em vuông góc song song nè. Không, cái chân, mình tập chân thì nhìn vô cái chân. Đây, cái chân của mình thấy không? Nó vuông góc nè. Nó vuông góc với cái sàn. Là đương nhiên đứng theo vuông góc rồi nè. Đúng không? Rồi. Cái song song là cái nào? Cái gặp người của mình đó, cái người của mình nè. Nó gặp xuống nó phải gần song song với cái sàn. Đó, nó song song với sàn nó tạo thành góc vuông với cái chân. Nó tạo thành góc vuông với cái chân là đúng. Đó, đó. Bây giờ cái nguyên tắc vuông góc và song song nó luôn được duy trì trong tất cả những bài tập. Ví dụ như bài tập này đi, để vai đi. Cái này là chịu lực nè. Thì nó phải vuông góc với cái với trọng lực, nó vuông góc với cái sàn. Thấy không? Đẩy lên, xuống. Đẩy lên, xuống giữ bị vuông góc là thằng này cũng vuông nữa nè. Cái tay cũng vuông nữa nè. Cái tay nó vừa vuông và cái cẳng tay này nó vừa vuông với sàn. Nên hầu như tất cả bài nào nó vuông góc xong với tập tay nè. Dù tập nè, vuông góc nè. Nè, cái tay này nó vuông ra góc nè. Cái tay này nó gần như song song với sàn nè. Thấy không? Chứ còn ví dụ như nó ra cái động tác không có gì á, nó vậy nè. Nó không đúng. Đó là nguyên tắc vuông góc với song song. Rồi một cái nguyên tắc nó bổ trợ cho thằng vuông góc với song song này là nguyên tắc trọng lực. Nguyên tắc trọng lực, ví dụ cục tạ này có trọng lực. Trọng lực nó hút á, nó hút lực hút trái đất á, nó cục tạ xuống, trọng lực nó luôn là cái phương thẳng đứng. Nó luôn là cái phương thẳng đứng thì tất cả những bài tập chúng ta đều phải kháng lại cái trọng lực này để mà tập.
Vậy thì khi mà trong một động tác có những cái bài trọng lực nó không đổi nhưng mà có những động tác nó đổi thì cái này là nó hơi khó. Ví dụ như trong những cái máy này thì nó thiết kế sẵn là trọng lực nó không đổi, trọng lực nó ít đổi lắm, tại nó thiết kế theo cố định đường đi quỹ đạo động tác rồi. Nhưng mà ví dụ như những cái cục tạ pre-weight này nè, trọng lực nó đổi nha. Ví dụ như cục tạ đang ở đây thì có phải là trọng lực nó chĩa xuống đây không, nhưng mà cục tạ nó ra đây trọng lực đâu còn đó nữa, trọng lực nó không còn đó nữa, nó lên đây trọng lực không còn đó nữa nè. Mà khi trọng lực nó đổi thì cái người chúng ta nó phải đổi, chứ không phải là trọng lực nó đổi mà người chúng ta đứng yên. Ví dụ như tập vậy là nó nhẹ thôi, khi mà nó nhẹ chưa thấy giá trị của trọng lực, nhưng mà khi nó nặng á đó là mình phải chịu trọng lực vậy nè. Khi mà trọng lực nó ra đằng trước thì mình phải có cái trọng lực đằng sau mình cân bằng lại nó, đúng không? Cái tạ đang nằm trước nè thì mình phải có cái gì đó đằng sau để mình cân bằng lại nó, chứ không thể nào ví dụ như mình cái tạ trước mà người mình chồm trước nó lôi mình về trước mình té chết đó. Nên khi mà tập tay á mà cục tạ nặng đi, thí dụ em lôi cục tạ lên tới đây nè, cái người phải ngã đằng sau một tí, tại vì cái người đằng sau á nó cũng có sức nặng, tạ nó có sức nặng thì hai cái trọng lực nó cân bằng tan điểm giữa thì nó mới đúng đó. Thí dụ như là động tác đẩy vai đi, cái động tác đẩy vai này đang đứng ở đây mà em đẩy lên vậy là có phải cục tạ nó di chuyển không, thấy cục tạ di chuyển không? Cục tạ nó di chuyển vậy thì mình đâu có giữ vậy là trọng lực nó không chuẩn nè. Nhẹ thì không sao đó, khi mà nhẹ chưa phát sinh vấn đề, nhưng mà nặng á thì phải lắc cái hông một tí đó, để chi, để cho nó thăng bằng lại, cái nó kháng lại cái trọng lực của cục tạ trên này. Nó cái nguyên tắc trọng lực với nguyên tắc vuông góc song song là nguyên tắc nó trừu tượng về mặt vật lý. Ví dụ động tác squat, cái động tác squat em tưởng tượng trên vai, trọng lực sẽ là cái trên vai em đúng không, cái thanh đòn á nó sẽ là trên vai em. Khi em đứng như vậy thì trọng lực nó sẽ rớt xuống giữa cái đùi mới đúng, chứ còn nếu mà trọng lực nó rớt ngay đây là nó không cân bằng, đúng không? Nó không cân bằng, nó dẫn tới phần này nó nặng quá, nó chịu lực nhiều quá, nó đè nhiều quá, nhiều khi gãy đùi gối đó, hoặc là ngửa đằng sau nhiều quá nó cũng không thăng bằng được, nó té bật ngửa đằng sau đó. Nên trọng lực nó phải thăng bằng, nó rớt vào điểm chính giữa. Nên nó tóm lại cái nguyên tắc trọng lực là mình tập với cục tạ và mình kết hợp với người chúng ta để chúng ta giữ được cái thăng bằng trong động tác, và cái thăng bằng đó nó phải rớt vào vị trí an toàn và chính giữa cái nhóm cơ chúng ta cần tập, nó không lệch đầu, nó không lệch đuôi đó. Hai nguyên tắc nó hơi trừu tượng, nhưng mà từ từ em sẽ hiểu thôi. Ví dụ giờ em đẩy lại cái bài đẩy vai đi nè, trọng lực nè đó, nó đi theo cái phương đó đó. Nên trọng lực của bài đẩy vai, trọng lực sẽ đi theo cọng cáp. Trong máy thiết kế thì trọng lực đi theo cọng cáp đó, nên cọng cáp là cọng cáp theo phương thẳng, thì em đẩy lên á là nó đang song song với trọng lực đó. Nó bây giờ nó áp dụng lại cái nguyên tắc 1-2 kết hợp nè. Rồi em đẩy đi, cái tay phải chỉ thẳng vậy đó để cho nó song song với trọng lực, nó không có xéo với trọng lực. Rồi đừng có thẳng quá khóa khớp. Rồi xuống đó, lúc nào đẩy cũng giữ cái vị trí này nè, nó song song với cái cọng cáp. Khi mà nó chỉ vô cọng cáp mà nó xéo nó cắt vô cọng cáp là không có đúng nữa, bài nào cũng vậy đó. Rồi tập đi em. Đây rồi, đúng rồi đó, xuống đúng rồi đó hả? Tức là cái phương của cái tay nè, cái này là cái cần chịu lực thì nó phải song song với trọng lực. Rồi dứt rồi, ok rồi, được rồi. Thì kiếm hai bài này đi, bài này cũng hay nè. Rồi ở đây là cái bài Super Cable Row đó, trọng lực theo cọng cáp kìa, nhưng mà qua đây nó là cấp ngang, đúng không? Cấp ngang đó, chúng ta đang kéo lại nè, thì cái này nó vuông góc với người, nó vuông góc với người, nó hồi đúng không? Nó không song song mà nó vuông góc. Về trường hợp nó vuông góc với người thì nó song song với sàn đó. Nên cái trọng lực á, nó khi mà nặng đúng không, khi mà nặng có phải là nó trọng nó đang ngã rồi sao vậy không, thì nó đang ngã gần mình vậy thì mình phải có cái động tác ngã người ra sao để mình cân bằng lại với nó, chứ còn không thể nào mà vậy. Tức là khi mà em cố gắng em vi phạm nguyên tắc tự nhiên của cơ thể và của chuyển động vật lý á, thì em tập nặng, bài này em tập nặng, em ráng giữ lại vậy nè, thì cái cột sống của em nó phải gồng, nó phải gánh, nó phải chịu, thì dẫn tới cái lực, cái cột sống nó gồng, nó gánh, nó chịu rồi nó không cần thiết mà nó dễ ra gây ra chấn thương đó. Nên khi mà vô á thì chúng ta sẽ ngã ra sao một tí cho nó tự nhiên nè, trọng lực này nó cân bằng, ngồi nói chuyện tới Tết cũng được nữa. Giờ nói sao, anh yêu em như được yêu thú dữ,
anh yêu rừng như thú dữ yêu em đó. Nhưng mà vậy là khác nha. Anh yêu em. Tại vì sao? Tại vì lúc đó đó là chúng ta phải gồng cái lưng này lại thấy màu luôn nè, để chúng ta giữ lại, chúng ta kháng lại cái lực đó. Đó, nó không cần thiết và trong trường hợp nặng quá nó gãy lưng. Nên cái nguyên tắc trọng lực và nguyên tắc vuông góc song song ứng dụng rất tốt trong chương trình Reway sau này. Giờ thì đương nhiên cái máy thì dễ tập hơn, là chúng ta không cần quan tâm tới những nguyên tắc đó nhiều, chúng ta chỉ cần thấy cái tay cái chân của mình nó đừng có lệch bậy lệch bạ là được rồi. Rồi bây giờ đi qua nguyên tắc thứ ba dễ hiểu hơn nè, không có hắc não hơn, đó là nguyên tắc nó quay ở đây đi. Cái nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc khóa khớp. Nguyên tắc khóa khớp là thường nó sẽ có những khớp sau đây, khớp vai nè, khớp cổ chỏ nè, khớp đầu gối nè, khớp hông nè, là những cái khớp nó có trạng thái nó bị khóa. Khóa khớp là hai cái khớp nó đẩy thẳng như vậy, nó đẩy thẳng 100% dẫn cho hai cái ống xương nó đâu lại vào nhau tuyệt đối luôn, thì cái đó gọi là khóa khớp. Khóa khớp có thể sẽ gây chấn thương và lúc đó chúng ta cũng phải tránh cái hiện tượng khóa khớp khi tập gym. Tập gym mà bị khóa khớp là sai kỹ thuật tất nhiên, nhưng mà không phải bài nào khóa cũng sai. Khóa khớp nó hai loại khóa, thí dụ những cái loại khóa mà khóa khớp mà nó nặng từ trên đè xuống á, từ ở trên đầu mà nó đè xuống như này thì khóa khớp nó rất nguy hiểm, khóa khớp đó không nên tập đó. Còn những cái trạng thái khóa khớp theo phương ngang và phương đứng nhưng mà chiều ngược lại thì có thể khóa được đó. Ví dụ như cục hai cục tạ này đi, đẩy vai đẩy nặng nè, tất cả những bài đẩy nè, em đẩy nặng nè, em đẩy lên đầu em đúng không, em đang đẩy lên đầu em mà đẩy thẳng bật như vậy nè là nguy hiểm lắm, là sai đó. Đẩy bật cái cổ chỏ thẳng như luôn nè là sai, nên chúng ta đẩy tới đây thôi, nó khác một chút xíu thôi. Khớp mà đẩy thẳng 100% là khóa khớp, mà chừng 99% là hết khóa nè, nó khác nhau chứ chút xíu vậy thôi nè. Đẩy vậy là sai nè, vậy là đúng nè, vậy là sai nè, đúng nè. Khi khóa khớp là cái khớp mình yếu nhất, nó không chịu lực được, nó không gồng được đó. Nhưng mà khi mà không khóa khớp vậy là khớp ta khỏe đó, mà cái khớp khỏe nhất là nằm ở cái góc khoảng chừng lửng lửng vậy nè, nó khỏe nhất, kêu là 45 độ á, mà này không phải 45, nếu mà tính ra góc tay này chắc khoảng 135 gì đó. Nó cái khớp mà nó gọi là nó nằm ở cái vị trí đó nó mạnh nhất, nhưng mà khớp nó thẳng băng như này nó yếu xìu à, nó dễ gãy lắm. Nhưng mà cái bài sau đây khóa khớp được nè nha, ví dụ như cái bài này tạ nhẹ mà, thứ nhất khóa khớp nó chỉ nguy hiểm khi nặng thôi, còn khi nhẹ thì cũng như xui xui nó chả đến nổi đâu đó. Cái bài này nè là bài cái này cái trọng lực nè nó hướng nó khác, nó phải trên đầu mình mà nó xuống đây hiểu không, nó xuống đây em khóa ok. Mà ngược lại cái động tác khóa khớp ở cái bài này nó còn làm cho cơ tay sau chúng ta nó ép nhiều hơn, nó còn vô nhiều hơn nữa. Tại vì sao? Tại vì nó có hai nguyên nhân mà để cho chúng ta khóa khớp được như vậy. Thứ nhất là khối lượng tạ nó không nặng, mà thứ hai á, nếu mà nó có bị gì chúng ta buông ra chúng ta không sao hết, nhưng mà nếu cục tạ trên đầu chúng ta không buông được, hoặc là chúng ta đang đạp cái chân mà đạp thẳng bật như này chúng ta không buông được, có chuyện gì là gãy chân. Nhưng mà cái bài này á, thí dụ như tới đây thì đã đau quá, không sao đâu, no problem. Nhưng mà làm gì tới cái mức đó, cái đó là ví dụ trường hao thôi nhá. Còn cái bài này thường khối lượng tạ nó sẽ nhẹ đặc thù đó, nên khóa khớp vậy thì tập nó còn vô hơn nữa. Và tương tự ha, tương tự ở bài kích bách này nè, là chúng ta khóa khớp vẫn được. Tại sao? Tạ nằm phương ngang, tạ nó phải nằm phương đứng trên đầu mình không sợ nè, khóa bật ra luôn, bật như nè, khóa như nè, bình thường sao đâu. Nó không đủ nặng để chúng ta chết, nó không đủ nặng để chúng ta gãy tay, mà lỡ mà có chuyện gì tôi buông tạ ra nó cũng rớt xuống thôi à, có sao đâu. Nên cái động tác đó khóa được. Bây giờ không phải 100% khóa khớp đều sai, nhưng mà khóa khớp rất là nguy hiểm. Những động tác đầu đẩy như vậy, đẩy lên, động tác đẩy là 1, squat là 2, đạp là 3, mấy động tác chịu lực đó là không được khóa khớp đó. Em hiểu chưa? Khóa khớp là trường hợp khớp thẳng như nè, né. Nhưng mà có 1-2-3 bài thì có thể áp dụng trường hợp khóa khớp được, tại nó không nguy hiểm. Rồi nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc hít thở. Đây là cái vấn đề mà tất cả những bạn tập gym đều quan tâm. Bài này hít làm sao? Bài này thở làm sao? Nó không phải là hít thở theo bài mà nó có nguyên tắc của nó. Nguyên tắc khi nào hít và khi nào thở nha. Bây giờ nói em nè, nguyên tắc nè. Thứ nhất là cơ ép là thở ra,
cơ căng là hít vào. Đó, và thêm một cái nghệ thuật yếm khí nữa, nên hiểu luôn một lần. Nên hiểu luôn một lần để áp dụng tất cả các bài. Vậy thì thế nào là cơ duỗi, thế nào là cơ ép, cơ căng, cơ ép. Ví dụ như giờ em cánh đùi đi, cái chân em đang vậy nè, thì cái cơ đùi của em nó đang là duỗi hay đang là ép hay đang là căng? Đâu có ép hay căng gì đâu. Tại em đứng bình thường, em đứng nhón gồng gồng luôn thôi. Rồi, vậy là nó duỗi hay là nó căng? Căng. Sao căng được? Tức là cái vị trí mà làm cho cái đùi mình nó co lại như vậy là gọi là cơ nó ép chứ sao nó căng được. Nó đang ép vô mà, đĩa sáng trượt đĩa tối nó mới ra vậy. Còn cái căng á là nó xuống vậy nó mới căng nè. Như vậy nó mới căng nè. Không? Và ngược lại con chuột nè, vậy là đang căng nè. Nó căng mà. Đúng không? Vậy là nó vô nè, là nó ép nè. Thì nguyên tắc là cơ ép là phải thở ra. Nè. Đó, cơ ép thở ra. Đúng không? Vậy nè. Rồi, thở ra xong hít vào cơ căng yếm khí. Thở ra xong hít vào cơ căng yếm khí. Hiểu nha. Ví dụ như anh đẩy lên vậy là anh thở ra nè. Xong rồi chuẩn bị xuống là phải hít vô từ từ. Chứ không phải là tới điểm cuối mà hít. Thấy không? Nếu mà các bạn hiểu là cơ co thì thở ra, cơ giãn hít vào thì các bạn sẽ tới điểm cuối bạn giãn mà mới hít. Vậy thì cái điểm ở giữa nó là gì? Nó đang vậy nè. Nín hả? Nó trễ. Thấy không? Nên á tập á là khi mà chúng thở ra xong chúng ta giữ được một giây, anh nói đó, thở ra giữ được một giây xong là hít vô luôn. Hít từ từ vô. Tới cái điểm cuối cùng á là chúng ta yếm khí là sao, là nín thở á, là giữ khí trong người á, nín thở lại. Đập mạnh lên, thở ra. Đó là nguyên tắc hít thở nó duy nhất vậy thôi. Tất cả bài nào cũng vậy đó. Nè. Ví dụ như bài này. Mới tập lại vậy đúng không? Có thể xuống lại vậy thở ra đâu. Rồi, thở ra xong, hít vô. Cái động tác nín thở kêu là yếm khí. Nào. Đó, tức là thở ra xong là chúng ta hít vô, chúng ta ngậm khí vô người chúng ta. Chúng ta yếm lại một khoảng thời gian đó tới cái lúc mà duỗi lại, duỗi cái tay này ép rồi, duỗi cái tay là ép cái cơ. Cái chuyện ép cơ với chuyện nó hơi rối rối một số chỗ nha các bạn. Thí dụ bây giờ tôi tay sau là duỗi nè. Nhưng mà cơ đang ép à. Cái mình đang nói cái cơ này, mình tập tay sau là nói cơ tay sau nè, cơ tay sau căng nè, cơ tay sau ép nè. Vậy thì cơ tay sau căng là phải sao yếm khí nè. Cơ tay sau ép là thở ra nè. Nó khác tay trước nha, tay trước đi. Đó là nguyên tắc hít thở đó. Nguyên tắc hít thở trong tất cả các bài thường thường nó sẽ theo kiểu đó, nhưng mà có một bài đó theo cơ chế ngược, đó là bài lưng. Bài lưng nó theo cơ chế ngược. Đúng không? Bây giờ em thử bài lưng đi, em tập em hít thở coi đúng. Em quên hết tất cả những gì em dạy, anh dạy trong tuần trước là tới đây thở tới kia hít gì đó. Bữa nay em học tới cái bài nguyên tắc rồi. Thì em ngẫm cái cơ lưng của mình đó. Em ngẫm về cơ lưng của mình, nó ép khi nào và nó căng khi nào. Thở bằng miệng cho người ta thấy coi. Thở bằng miệng cho người ta thấy, thở bằng mũi. Đang học mà đâu phải tập đâu được không? Thở miệng. Tiếp, cứ tập đi. Đó. Hít vô nè, đây hít vô từ từ nè, tới đây nín nè, nín thở đúng không? Rồi xong, kéo ra tới đây thở nè. Chính xác. Rồi. Đó. Đó là nguyên tắc của hít thở. Rồi giờ anh cho bài ngẫu nhiên nha. Bài nào khó ta? Bài này đi em. Tự hít thở anh coi coi. Bây giờ các bạn mà theo dõi chương trình giáo án của anh Duy Nguyễn là các bạn hiểu một cách nó khoa học, nó cặn kẽ. Em vô sai rồi. Em vô cặp bụng đi, em vô sai rồi nè. Đó. Rồi. Em hiểu một cách nó cặn kẽ, nó khoa học chứ không phải là bài này hít sao, bài kia thở sao.
Đó, đúng rồi đó. Cơ ép là cái cơ bụng nè. Cái cơ bụng nó đang ép vô và chúng ta thở ra. Rồi sau đó chúng ta hít vào, chúng ta duỗi ra, chúng ta yếm khí. Đối với những người thầy khác người ta dạy là hít và thở thôi. Nhưng mà đối với anh nó không có đủ. Nó phải có giai đoạn yếm khí nữa nó mới ra được cái bài. Chứ cứ nói ừ chỗ này hít chỗ kia thở vậy nó đi từ cái chỗ hít chỗ thở là cái gì? Đúng không các bạn? Đó. Nên chúng ta thở khi nào? Cái thở là cái quan trọng nhất. Thở ngược nó mới tẩu hỏa nhập ma. Hít ngược không sao đó. Đó, nên các bạn thở ra là xong động tác đó, là bạn giữ là một giây, rồi bạn bắt đầu bạn hít vô từ từ, rồi bạn chuyển về vị trí bắt đầu. Vậy thì nói về, tiện đây anh nói về vị trí bắt đầu động tác luôn, để anh đưa ra một cái cách hít thở khác cho các bạn hiểu. Điểm đầu, điểm cuối, thở ra. Điểm đầu, điểm cuối, thở vào, hít vào luôn. Nói chung cái điểm đầu, điểm cuối là cái điểm thở ra và hít vào. Cái điểm giữa giữa đó, nó kêu là middle á. Middle răng á, là cái điểm đó, điểm yếm khí. Vậy thì cái nào là điểm đầu điểm cuối? Cái máy này cái điểm đầu điểm cuối là không phải là như vậy đâu nha. Cái này là đang là cái middle. Cái middle là làm cho cơ chúng ta căng ra. Cái điểm đầu điểm cuối của máy này nằm đây nè. Đó, đây là điểm đầu nè. Đây là điểm đầu của động tác, cũng là điểm cuối của động tác. Còn cái điểm ở đây là điểm giữa nè. Đó, điểm giữa nè. Rồi, bụp. Đó. Thấy không? Đó, bụp. Nên ở một cái động tác bạn còn phải xác định được đâu là điểm đầu và đâu là điểm cuối. Chứ không phải là bạn thấy mới vô vậy là điểm đầu, không phải. Không phải, cái điểm đầu là cái điểm sẵn sàng để tập. Chứ không phải là cái điểm đầu là cái điểm mới bước chân vô cái máy hoặc là bước chân vô cầm tạ. Mày hiểu không? Cái chỗ này nó bạn mới học khoa học mà, tình hình nó khoa học mà các bạn. Rồi thế ví dụ đi, để sẵn tiện đây cái bài này điểm đầu điểm cuối đây. Cái điểm này phải điểm đầu điểm cuối nha ba. Đúng đó. Cái điểm này không phải điểm đầu điểm cuối. Cái điểm đầu điểm cuối là điểm cái cơ nó co lại. Đó. Nên đây nè, cái điểm này mà điểm đầu điểm cuối là cái điểm đầu điểm cuối là điểm bạn không thể giữ lâu thôi, bạn hiểu gì đi. Đó. Đây là điểm đầu, đây cũng là điểm cuối, đây là điểm giữa nè. Đó, bởi vì một động tác nó sẽ đi từ điểm đầu qua điểm cuối, nó vậy nè. Bắt đầu từ từ đi chơi đi con, tới đây giữ đó, tới đây rồi, đó về đó. Một phép đó. Vậy thì điểm đầu điểm cuối thở ra hít vào. Thở ra cũng nó mà hít vào cũng nó. Vậy thì á ở đây nè, thở ra. Xong hít vô luôn. Rồi hiểu chưa các tình yêu của tôi? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Sao hỏi hả? Chỉ muốn hỏi cách đơn giản hơn, hiểu cách đơn giản hơn là tạ lên thở tạ xuống hít cho nó dễ được. Cách đó thì em hiểu đúng, nhưng mà em bị rớt vô bài truyền thống điểm trung gian đó là gì? Ý là bây giờ mình cứ nhớ là cái tạ lên là thở đi, xong rồi cái thở xong thì bắt đầu hít vô từ từ. Thì đúng. Tạ lên điểm cao nhất là thở. Ok. Tạ lên điểm cao nhất là thở. Vậy thì nó quy ra cái khái niệm nó tạ lên là sao? Trọng lực bao giờ cũng nằm điểm thấp nhất đúng không? Vật chất mà. Một vật có trọng lượng luôn bị trái đất hút xuống nằm vị trí thấp nhất. Mà bạn muốn cho nó lên vị trí cao hơn, tức là bạn đã tập nó mới lên cao hơn. Đúng chưa? Mà khi bạn tập nó chắc chắn cơ bạn phải ép bạn mới tập được chứ. Thằng nào cơ duỗi tập tôi coi. Xin lỗi các bạn đây chương trình giáo dục, thấy không? Bạn nào mà tập bằng cơ duỗi mà lên được mình coi. Đúng không? Bạn phải dùng một cái lực nào đó. Bạn làm cái kiểu gì đó tùy nhóm cơ, bạn cơ bạn nó phải ép nó phát ra cái lực đẩy. Đúng không? Nó mới phát ra cái lực đẩy. Hoặc là một lực kéo thì cơ ngược nó ép thì cái cục tạ mà nó văng lên thì lúc đó là bạn thở ra đúng. Đó, vậy thì trường hợp thằng kia nó không có tạ mình nhìn vô cái gì? Body weight. Đúng không? Thì cái cách đó của em cũng có rất nhiều sư phụ chỉ, nhưng mà anh cảm thấy nó có hạn chế. Nên anh mới đưa ra một cái nguyên tắc gọi là nó toàn diện luôn, nó không bị hở sườn. Đó, cơ duỗi và cơ ép. Cơ căng yếm khí. Căng cơ yếm khí, em nhớ không? Đầu căng cơ là yếm khí. Đúng không? Cơ ép thở ra. Cơ căng yếm khí, thở ra đâu hít vô đó. Đó. Các bạn ngẫm nghĩ đi, bốn nguyên tắc này nó cực kỳ quan trọng để các bạn có thể bay cao và vươn xa. Từ những cái giáo án nhỏ nhất cho tới những cái phương pháp tập phiêu quay nặng nề nhất, đều tuân thủ bốn nguyên tắc song song vuông góc, nguyên tắc trọng lực, rồi nguyên tắc khóa khớp, rồi nguyên tắc hít thở.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng video giúp ích cho các bạn để cho các bạn có thể tập thể hình mà không có sư phụ mà vẫn đúng kỹ thuật cho các bạn. Bye bye các bạn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.